Xét về hình dáng, Nokia Lumia 525 không có gì khác biệt so với mẫu Lumia 520 trước đó. Vẫn là một chiếc điện thoại được làm bằng nhựa với nắp lưng có thể tháo rời. Nếu ở hai sản phẩm có cùng màu đen như thế này, nhìn vẻ bề ngoài chắc chắn rất khó phân biệt giữa 520 và sản phẩm mới 525. Hai mẫu đều sử dụng Windows Phone 8 và những gói phần mềm mới nhất của Nokia, chúng ta chỉ có thể phân biệt được hai máy khi nhìn trên đa nhiệm và lúc thao tác máy. Tuy nhiên, lợi thế của Nokia 525 chính là thanh RAM 1GB chạy nhanh hơn. Lumia 525 cũng có phần cứng hấp dẫn, bao gồm nền tảng Qualcomm Snapdragon S4 với bộ vi xử lý lõi kép 1GHz. Đối với RAM 1GB thì sẽ đòi hỏi và nó sẽ đáp ứng đa phần là các game trên kho ứng dụng của Windows Phone. Trong cái đó thì đối với sản phẩm 520 thì có RAM 512, do vậy là nó tương đối hạn chế về một số các cái vấn đề như liên quan tới game khi mà người dùng thực hiện chơi trên máy. Ngoài dung lượng RAM được nâng lên 1GB, Lumia 525 cũng hỗ trợ chuẩn Bluetooth 4.0 thế hệ mới, Wi-Fi chuẩn với hai băng tần 2.4GHz và 5GHz. Các thông số kỹ thuật cũng không có gì khác so với Nokia 520 như bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng microSD, pin dung lượng 1430mAh. Lumia 525 có màn hình cảm ứng đa điểm 4 inch với độ phân giải 480x800px. Để đánh giá hình ảnh, chúng tôi cho chạy một đoạn video. Bên trái màn hình là Lumia 525 và bên phải màn hình là 520. Xét về hình ảnh cho thấy Lumia 525 có màu sắc khá nhạt nhòa, không có độ sắc nét. Thì khi mà người dùng nhìn vào màn hình ấy, thì cái mức độ đậm rảnh ở trên chiếc Lumia 525 này thì các cái điểm ảnh khi mà nhìn hình ảnh thì nó có phần là vỡ hình hơn. Hiện nay Lumia 525 có giá bán gần 3,5 triệu đồng, đắt hơn Lumia 520 là 500.000 đồng. Tuy nhiên không ít người tiêu dùng vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm mới này. Máy có camera phía sau độ phân giải 5 megapixel nhưng vẫn không được hỗ trợ đèn flash. Trong khi đó, camera phía trước vẫn không có, để người dùng có thể sử dụng đàm thoại video. Nhất là những bạn trẻ đam mê chụp ảnh, thì điểm yếu của Nokia 520 vẫn chưa được người tiền nhiệm 525 khắc phục. Một hạn chế là nó không có camera phía trước, và do vậy mà chính vì vậy mà giá thành của chiếc máy nó rẻ hơn so với các sản phẩm mà nó cùng cấu hình, cùng RAM 1GB. Thì đây là một trong những cái điểm khá là bất lợi đối với người dùng, khi mà đa phần là người dùng sử dụng mạng xã hội khá là nhiều trong thời điểm hiện nay. Và đặc biệt là cái vấn đề về video call ấy, thì việc mà hạn chế camera phía trước thì nó sẽ tạo ra cái rào cản khi mà người dùng sử dụng các cái ứng dụng của mạng xã hội như là Facebook hoặc là Viber, thì đây là một trong những cái khá là hạn chế. Nó không có đèn nét để hỗ trợ chụp ảnh đêm và không có camera trước để thực hiện những cuộc gọi video hoặc là khi những các bạn trẻ có thể chụp ảnh những sướng chân dung của mình. Như vậy, xét về tổng quan, giá của Lumia 525 khá dễ chịu trên phân khúc smartphone tầm thấp, song so với những kỳ vọng về một mẫu Lumia giá rẻ có nhiều đột phá so với dòng sản phẩm cũ, thì Nokia 525 thực sự vẫn chưa làm được điều đó.